trường y của Đại học Maryland đã đạt được một cột mốc quan trọng trong y học. Trong năm nay khi lần đầu tiên cấy ghép một trái tim lợn biến đổi gen vào cơ thể người, David Bennett Sr., người nhận tim lợn, đã sống được 2 tháng sau ca cấy ghép. Các bác sĩ nghi ngờ anh ta có thể đã sống lâu hơn nếu quả tim lợn không bị nhiễm cytomegalovirus ở lợn. Porcine cytomegalovirus, một loại virus herpes, là một loại virus có thể phòng ngừa được ở lợn, hiếm khi gây ra các triệu chứng ở những con vật này. ReviveCor, công ty công nghệ sinh học nuôi lợn, đã thiết kế những con lợn để nội tạng của chúng ít bị loại bỏ hơn khi cấy ghép vào cơ thể người. Quy trình kỹ thuật này cũng nhằm tạo ra những con lợn không có mầm bệnh. ReviveCor vẫn chưa đưa ra bình luận nào về virus này. Bradley Griffith, bác sĩ phẫu thuật đã cấy ghép tim cho Bennett, cho biết ông tin rằng virus có thể đã góp phần vào cái chết của Bennett. Nếu đây là một bệnh nhiễm trùng, chúng ta có thể ngăn chặn nó trong tương lai, Griffith nhận xét thêm. Được gọi là cấy ghép xenotransplantation, quá trình cấy ghép nội tạng động vật vào người về mặt lý thuyết có thể gây ra đại dịch nếu một virus động vật trong cơ quan lây nhiễm sang người nhận và sau đó có thể lây nhiễm sang người khác. May mắn thay, cytomegalovirus ở lợn được cho là không có khả năng lây nhiễm vào tế bào người, theo Jay Fishman, một chuyên gia về nhiễm trùng cấy ghép tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Mối lo ngại về khả năng cytomegalovirus của lợn có thể làm hỏng các cơ quan được cấy ghép. Các nhà nghiên cứu Đức đã phát hiện ra trong các nghiên cứu nơi khỉ đầu chó nhận tim lợn có trái tim bị nhiễm virus chỉ kéo dài tuổi thọ vài tuần, trong khi các cơ quan cấy ghép không có mầm bệnh kéo dài tuổi thọ hơn nửa năm. Các nhà nghiên cứu này tin rằng virus có thể gây tổn thương tim lợn ở những người được cấy ghép khỉ đầu chó một khi hệ thống miễn dịch của lợn không còn tồn tại để kiểm soát virus, và vì hệ thống miễn dịch của khỉ đầu chó đã bị ức chế bởi thuốc. Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu đã cảnh báo về điều này xảy ra ở người. Nhóm cấy ghép đã báo cáo rằng đã kiểm tra virus trong mõm lợn của người hiến tặng trước khi cấy ghép, nhưng thay vào đó, virus dường như có thể hiện diện trong các mô sâu hơn. Trưởng nhóm nghiên cứu của Đức về việc cấy ghép ở khỉ đầu chó, Joachim Denner, cho biết đó là một loại virus tiềm ẩn và khó phát hiện. Nhưng nếu bạn kiểm tra động vật tốt hơn, nó sẽ không xảy ra. Virus có thể được phát hiện và dễ dàng loại bỏ khỏi lợn, nhưng thật không may, họ đã không sử dụng một xét nghiệm tốt và không phát hiện ra virus, và đây là lý do giới y học vẫn coi việc cấy ghép con lợn này cho con người là một thành công. Rốt cuộc, ca ghép tim đầu tiên từ người sang người đã kéo dài một thời gian thậm chí còn ngắn hơn, chỉ 18 ngày. Các nhà nghiên cứu đang điều tra sâu hơn về cái chết của Bennett để tìm kiếm câu trả lời về nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của anh ta. Vẫn chưa chắc chắn liệu đó có thể là kết quả của việc cơ thể anh ta từ chối cấy ghép hay không. Tuy nhiên, không có dấu hiệu từ chối miễn dịch được tìm thấy khoảng một tháng sau khi cấy ghép. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé!